Kính thưa các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến. Em tên là Nguyễn Thị Mai Phương, học sinh lớp 12A1. Hôm nay em rất vinh dự được đứng tại đây đại diện cho toàn thể các bạn học sinh khối 12 bày tỏ những cảm xúc của mình trong lễ tổng kết đầy ý nghĩa này. Thưa thầy, thưa cô, 3 năm theo học dưới mái trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thiện Thuật là khoảng thời gian ý nghĩa mà chúng em không thể nào quên trong cuộc đời. Từ những cô cậu học trò còn bỡ ngỡ, rụt rè ở những miền quê khác nhau trên thị xã, chúng em đã về với mái trường Trung Nguyễn Thiện Thuật, được đón nhận tình yêu thương, sự quan tâm của thầy cô. Khi chúng em trông chênh vì lần đầu tiên bước vào một môi trường mới, thầy cô đã đón nhận và chia sẻ. Khi chúng em lo lắng trước các kỳ thi, thầy cô đã âm thầm chỉ bảo. Khi chúng em thất bại, vấp ngã, thầy cô đã nâng đỡ, động viên. Khi chúng em thành công, thầy cô lặng lẽ lùi lại phía sau và nhắc nhở rằng thành công chỉ là bước khởi đầu của một hành trình dài phía trước. Nhờ có thầy cô, chúng em hiểu rằng trưởng thành không phải là khi ta đạt được vinh quang, mà là khi ta dám đứng lên bước tiếp sau thất bại. Biết bao ân tình làm sao có thể nguôi quên. Mùa thu của 12 năm trước, lần đầu tiên níu tay mẹ đến trường, mà không biết rằng mùa hạ của 12 năm sau, chúng em lại phải nghẹn ngào nói lời chia tay. Và như chỉ mới đây thôi, cảm xúc vỡ òa khi chúng em được khoác lên mình chiếc áo đồng phục mang tên Nguyễn Thiện Thuật. Vậy mà cũng 3 năm rồi, 3 năm ấy chúng em đã may mắn hưởng trọn niềm vui dưới mái nhà chung này. Thầy cô đã dẫn dắt và luôn đồng hành cùng chúng em trong con đường chiếm lĩnh tri thức. Thành tích mà chúng em đạt được là nhờ công lao của thầy cô, những người đã nâng đỡ chúng em cho đến tận ngày hôm nay. Không chỉ hoàn thành vai trò của người giáo viên trên bục giảng, thầy cô còn là người dẫn lối cho chúng em trên đường đời. Thầy cô đã khơi dậy cho chúng em những ước mơ, đam mê, hoài bão. Tất cả công ơn đó đã thấm sâu vào chúng em từng ngày, từng giờ. Để hôm nay chúng em có đủ tự tin, nghị lực bước vào một hành trình mới, tìm kiếm những giá trị của bản thân và khẳng định giá trị ấy. Cảm ơn thầy cô đã không quản ngại khó khăn, vất vả để dìu dắt, che chở chúng em lên người. Chúng em tin rằng dưới sự dìu dắt của thầy cô, dù có biết bao sóng gió, trở ngại, những chuyến đò tiếp theo vẫn sẽ cập đến bến bờ của hạnh phúc. Cảm ơn và xin lỗi luôn song hành cùng nhau trong suốt chặng hành trình dài này. Thầy cô, những cô cậu học trò mới lớn chúng em đã có những giây phút bốc đồng, những lời nói sốc nổi khiến thầy cô phải buồn lòng. Chúng em xin gửi lời xin lỗi đến thầy cô vì những giây phút ấy. Chúng em luôn biết ơn thầy cô vì đã luôn bao dung, vị tha cho những lỗi lầm. Chúng em sẽ lưu giữ vào trái tim mình những hình ảnh đẹp đẽ nhất của nơi đây. Đó là tiếng trống trường vang lên trong nắng sớm. Đó là tiếng giảng bài quen thuộc của thầy cô. Là hình ảnh cô văn thư cẩn mẫn. Là những lời mắng yêu của bác bảo vệ. Là những chiếc bánh dưới căng tin. Là những rung động đầu đời được cất giấu ở một khung trời. Cũng xin gửi lại những lời yêu thương nhất đến các bạn khối 10, khối 11. Các em cũng giống anh chị, chúng ta bắt đầu tuổi trẻ của mình tại ngôi trường này trong cơn gió mát vào một ngày đầu thu, và sẽ kết thúc hành trình đó vào một ngày nắng hạ thật rực rỡ. Anh chị sẽ rời xa nơi đây với những điều chưa kịp làm, với những tiếc nuối để viết tiếp ước mơ của mình. Mong rằng các em sẽ tiếp tục học tập thật tốt, vun đắp cho mình những dự định tương lai, hoạt động thật sôi nổi để tiếp bước các anh chị đi trước, mang đến cho nhà trường thật nhiều niềm tự hào. Cuối cùng, chúng em xin hứa sẽ cố gắng hết sức mình để gặt hái được thật nhiều những điểm số cao trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia sắp tới. Xin chúc nhà trường sẽ ngày càng phát triển, chúc thầy cô thật nhiều sức khỏe để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp chồng người. Chúc cho các bạn học sinh khối 12 sẽ hoàn thành thật tốt kỳ thi của mình. Chúc cho những ước mơ của chúng ta sẽ sớm trở thành hiện thực và ta luôn vững tin trên con đường mình đã chọn. Chúc cho buổi lễ thành công tốt đẹp. Em xin chân thành cảm ơn.